Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nam thanh niên không đeo khẩu trang, đứng tập thể dục tại công viên trên đường Cao Đức Lân, bất chấp lực lượng chức năng đến nhắc nhở, số tiền phạt là 4 triệu đồng. Nam thanh niên bị xử phạt về hai lỗi, không đeo khẩu trang và ra đường khi không thật sự cần thiết, theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP trong lĩnh vực y tế. Theo đó, chiều ngày 9 tháng 7, Tổ liên ngành Ủy ban Nhân dân phường An Phú làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn để xử lý những trường hợp không tuân thủ chỉ thị 16. Khi tới công viên này thì phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, không đeo khẩu trang đang tập thể dục. Lực lượng đã đến nhắc nhở nhưng nam thanh niên bỏ ngoài tai, không chấp hành, thản nhiên tập thể dục. Lực lượng đã yêu cầu thanh niên về phường làm việc. Ủy ban Nhân dân phường An Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nam thanh niên.